nay có ai rảnh vô nói chuyện với Ly không vợ? Chào mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nghe. Lạnh quá, lạnh quá. Hình như mạng yếu quá thì phải. Alo, alo, alo. Hay mạng yếu quá. Chào Ngọc Phú. Mạng hình như yếu quá, mọi người thấy Ly rõ không vậy? Mọi người thấy Ly rõ không? Chào Trang Nguyễn, chào Thiếu Nguyễn. Lâu quá không có lên livestream để nói chuyện với mọi người. Không biết giờ này mọi người đang làm cái gì vậy ta? Mọi người đâu hết rồi? Gia đình của Khali đâu mất tiêu hết rồi? Chào bé dâu. Chào Thiếu Nguyễn. Tại vì mới nãy mạng đang yếu á, nên không có biết mọi người có thấy Ly không. Mới ngủ dậy. Bên đây giờ này là 6 giờ rưỡi sáng rồi. Bên bên mình là 8 giờ rưỡi tối đúng không? Chào Ngọc Duyên. Chào Phạm Mến. Hai My. Đi làm sớm á My. Chào Tiến Trương. Chị nói nhỏ quá hả? Chào bé dâu, bé dâu. Hai, chào bé Linh Giang. Chào Ngọc Phú, em khỏe. Em khỏe, khỏe re như bò kéo xe luôn. Thương Thương Nguyễn. Bữa giờ cũng ở bên này đi ta bà luôn. Còn có mấy ngày nữa Ly về Việt Nam rồi. Tại vì bữa giờ cũng không có thời gian, cho nên cũng có nhiều bạn nói nhớ Ly mà kêu Ly livestream mà Ly không có thời gian để nói chuyện với mọi người á. Hôm nay cũng tranh thủ rảnh để nói chuyện với mọi người. Sáng nay ngủ cũng không được, phải dậy sớm đây nè. Chào Phi Yến. Xuân Thanh Nguyễn. Ngày 30 ở bên Mỹ là Ly bắt đầu bay về. Nếu mà về tới Việt Nam là khoảng 1 tây tháng 4. Tina Nguyễn, chị đang ở Mỹ. Chào Linh Trần. Chào Linh Trần. Ở bên Việt Nam khí hậu đang nóng lắm phải không mọi người? Chào Thảo Nguyên. Chào Thảo My, Phạm Nhi, Lương Thị Cẩm Hồng, Trương Kim Phụng. Anh Thanh Duy đi về Việt Nam trước rồi. Anh Duy đi về Việt Nam trước, bỏ tôi rồi. Sen lùn, bé sáu, Thảo Nguyên, Phạm Cẩm Hương,
Bên đây buổi sáng thức dậy hơi hơi lạnh. Giờ này ngồi trong nhà. Cảm ơn Như Ý Đặng nha cưng. Cảm ơn cưng khen chị đẹp. Nguyễn Huy Tân, chào Nguyễn Huy Tân. Bên đây bây giờ là 6 giờ rưỡi tối rồi. 6 giờ rưỡi tối, vi phạm, chị thấy em rồi, vi phạm ơi. Nguyễn Minh Tiệp. À, anh Tiệp. Anh Tiệp khỏe không anh Tiệp? Chào anh Tiệp. Mỹ Linh. Chào Mỹ Linh. Na Nguyễn, chào Na Nguyễn nha. Cảm ơn Na Nguyễn. Tisubi hỏi lông mày chị tự nhiên hay là làm hả? Thấy lông không? Đây nè. Không biết tự nhiên không nữa mà tôi thấy lông không đây nè. Thấy lông không đó. Đức Hòa, Việt Trương, Nhung Nhung, Hương Võ. Ấy, bé mập, Phúc Mập, Phúc Mập. Cô nhớ 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 dì hai ông Phúc Mập, dì hai sắp về Việt Nam rồi, Phúc Mập ơi. Hôm nay mặt Ly hơi tròn hả? Tròn không? Qua đây thì ăn hơi bị nhiều cho nên cũng hơi bị tròn. Bữa giờ toàn là ăn với đi chơi không à. Đi ăn, đi chơi, đi mua đồ. Như Ý Đặng, chào Như Ý Đặng. Nguyễn Xuyên, Nguyễn Heo, Nguyễn Huy Tân, cảm ơn mọi người nha. Ngọc Hạnh Quách, cảm ơn Ngọc Hạnh Quách. Vi Phạm, chị đang ở bên Mỹ. Vũ Yến, chào Vũ Yến. Hay mặt mặt hôm nay cũng tròn, hơi tròn hả? Mặt Ly thì lúc nào cũng tròn hết á. Ở ngoài thì mọi người nói sao Ly ốm quá vậy, nhưng mà lên hình thì lại tròn, không hiểu luôn. Hiếu Quỳnh, chào Hiếu Quỳnh. Quyên Quyên ao hả? Quyên ảo. Ly với anh Duy hả, cũng rất là ham có em bé, nhưng mà tại vì Ly đang bị tuyến giáp á, cho nên là thời gian năm vừa rồi Ly cũng đi lưu diễn ở nước ngoài nhiều quá nên chưa có thời gian để điều trị. Đợt này quyết tâm về, bỏ bớt, nói chung là không bớt bớt nhận công việc lại để điều trị. Tisobi hỏi chị xài kem gì mà da lúc nào cũng thấy đẹp. Cảm ơn Tisobi nha. Da Ly mọi người thấy có căng bóng không? Hả? Chút nữa Ly rảnh Ly sẽ chia sẻ bí quyết có làn da căng bóng mịn màng nha. Phan Thị Thu Hiền, Trâm Nguyễn, cô khỏe, cảm ơn con nghe Trâm Nguyễn. Mỹ Duyên, khoảng còn bữa nay là thứ bữa nay là sáng thứ tư ở bên Mỹ, ngày ngày mai, ngày mốt, ngày kia Ly sẽ bay về, tối tối ngày kia Ly bay về. Chào Lộc Phú Quốc, Hằng Niêu Nguyễn, Ánh Dương, hello Ánh Dương. Chào Liêu Nguyễn, Việt Hoàng. Tóc chị nhiều quá hả? Có bí quyết gì không ạ? Để rảnh chia sẻ bí quyết cho. Sen Lùn, chào Sen Lùng. Tiên Thị Đỗ, chào Tiên Thị Đỗ. Cẩm Phước ơi, ở bên đây bây giờ là 6 giờ 40 sáng rồi. Nói chung là bên Việt Nam á là chênh lệch với lại bên Mỹ. Việt Nam là 8 giờ rưỡi tối,
thì bên Mỹ sẽ là 6 giờ rưỡi tối, à, 8 giờ rưỡi tối thì bên Mỹ sẽ là 6 giờ rưỡi sáng. Cảm ơn Ly Phạm nha. Chào Tuyết Trần. Bữa giờ nói chung là cũng nhớ nhà lắm rồi. Ly qua đây cũng được 3 tuần rồi. Anh Duy ảnh kẹt quay phim cho nên phải đi về Việt Nam trước. Kiều Kiều Nguyễn. Cảm ơn Kiều Nguyễn khen da chị đẹp nha. Hay, sáng nay thì mình thức dậy sớm tại vì hôm nay mình cũng có hẹn đi 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 một cái shopping ở hơi xa cho nên phải dậy sớm, tranh thủ dậy sớm một chút xíu. Ê, thường là đi ra ngoài cũng khoảng 9 giờ mới ra ngoài nhưng mà hôm nay cũng có hẹn livestream với mọi người cho nên Ly tranh thủ dậy sớm để nói chuyện với mọi người. Cẩm Hồng, Mạnh Quyên Thái, Sophia, chào. Chào Sophia. Nguyễn Thanh Vi, bên đây 6 giờ mấy, 6 giờ 40 sáng rồi con. Cảm ơn Trâm Nguyễn nha, Tiên Thị Đỗ. Tiên Thị Đỗ ơi, chị qua đây để đi diễn. Chị qua đây vừa hát với lại đóng kịch. Diễn thì ít mà ăn thì nhiều cho nên hôm nay mặt của tôi tròn do nè. À, Ngọc Diệp, Kim Xuyến, năm nay Ly 30. Ai, ngại quá, nói tuổi ra thấy cũng thấy già nên ngại quá, 30 mấy rồi. Như Ý Nguyễn Thị, cảm ơn con. Kim Xuyến ơi, năm nay 30 mấy tuổi rồi, ngại quá không dám khai tuổi thiệt luôn á. À, Quý Nhi, Diễm Lê, Như He Si, cảm ơn Như He Si khen mặt mộc mình đẹp nha. Hoa Hương, chị hay thật, comment nhiều mà đọc được và trả lời thích. À, tại vì á, tính Ly á, là Ly mỗi lần mà post một cái gì lên status á, là Ly rất là thích vô comment. Tại vì thấy khán giả comment nói chuyện với mình, khán giả ai nói chuyện cũng dễ thương hết. Cho nên là Ly cũng muốn trả lời hết tất cả mọi người. Mặc dù là có thể nhiều khi mình không trả lời được hết. Nhưng mà chào chị Ngà Tám. Chào chị Ngà Tám. Nhưng mà khán giả comment mà mình không trả lời thì không có được, tại vì mọi người quý mình cho nên mới comment nói chuyện với mình, cho nên Ly cũng hay dành thời gian để trả lời mọi người. Đúng rồi, bên đây là buổi buổi sáng. Thủy Phạm, à Thủy Phạm ở gần chợ Phước Lộc Thọ hả? Thảo Hưng, cảm ơn Thảo Hưng khen mặt mộc của mình. Nói chung á là mặt mộc cũng hơi 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 tròn, mặt không có tút tát nên hơi tròn đúng không? Phương Hứa, Phương Hứa, năm nay ba mình 34 tuổi. 34 tuổi là tính tuổi ta, còn tuổi Tây là 33 đúng không? Kim Xuyến, cảm ơn Kim Xuyến. Lưu Hà Trang, Lưu Hà Trang ơi, chào Lưu Hà Trang, Hana Phụng. Ở bên đây lúc nào nhà cũng phải có sưởi hết á, tại vì trời khí hậu nó cũng lạnh đó mọi người, cho nên phải sưởi. Cảm ơn Hà My. À, chị đang ở Mỹ cưng, chị đang ở bên Mỹ, đang bên Mỹ. Tiên Thị Đỗ.
Nasi Ái Quỳnh hả? Cảm ơn Thúy Hà nha. Lê Ngọc Trúc, cảm ơn Lê Ngọc Trúc. Chị vẫn trẻ đẹp hả? Trời, mọi người khen tôi đẹp, tôi mừng quá. Ly cũng hay về Cần Thơ lắm. Nói chung là Ly cũng hay lâu lâu cũng hay về Cần Thơ. Nè mọi người, ở bên Mỹ cũng có bánh bánh ít lá cho nữa nè, thấy không? Bên Mỹ cũng có bánh ít lá cho này, thấy không? Nó cảm ơn mọi người bao nhiêu tuổi không quan trọng, quan trọng là đẹp á. Nói chung á là đẹp thì cũng không đẹp, nhưng mà miễn sao dễ thương được rồi ha. Ly đi diễn, bên này Ly đi diễn. Ly ở nhà của chị bạn, qua bên đây thì có nhà của mấy anh chị, thì qua đây lúc nào cũng tá túc nhà của các anh chị hết á. Hoa Hương, cảm ơn cưng. Lưu Hà Trang, vài bữa nữa chị về Việt Nam rồi. Qua đây á, mọi người khí hậu lạnh cho nên mình rất là dễ bị cảm. Tại vì thời tiết lạnh á, cho nên nó làm cho mình hay bị viêm họng như lắm. Đoàn Nhi, chào Đoàn Nhi. Bánh ú, đúng rồi, bánh 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 ú lá cho phải không? Bánh ú lá cho. Ở bên Mỹ này á, thì thực ra thì ở đối với tiểu bang Cali, Nam Cali với lại Bắc Cali, nói chung là đại khái là ở Cali á, thì hầu như là tất cả mọi thứ đều có cái không không có bị thiếu gì chân á. Cho nên qua đây ăn uống thì mình cũng không có bị thiếu thốn, không có bị thèm. Thu Nguyễn, chị khỏe lắm, khỏe lắm. Lạnh quá phải đắp mền. Đoàn Nhi, tuổi tác không quan trọng, quan trọng là thần thái hả? Lê Đào, em hỏi cái gì Lê Đào? Bánh ngon, bánh ngon lắm. Sang Kim, lạnh mát chị ơi, ở Việt Nam đang nóng nực lắm hả? Bên Mỹ thì cũng không có tuyết, ở bên này cũng không có tuyết, tại vì nếu mà tuyết thì phải đi lên ở tận cái chỗ mà nó xa hơn, nó xa hơn một chút xíu, giống như ở trên núi á. Ở bên đây á, thì muốn thấy tuyết là phải đi lên núi Big Bear thì mới thấy được tuyết. Ở Thảo Nguyễn, chào Thảo Nguyễn. Đoàn Nhi em mến chị lắm, cảm ơn Đoàn Nhi nha, cảm ơn Đoàn Nhi đã mến chị. Hi Thu Linh, hello. Hello em yêu Kim Ngân. Bé Ngân ơi, bé Ngân. Khỏe không bé Ngân? Thảo Nguyên Nguyễn, chào Thảo Nguyên Nguyễn. Như Trương, cảm ơn Như Trương nha. Nhi Mỹ Lê, chào Nhi Mỹ Lê. Chị đi lưu diễn bé Đồng Nhi ơi. Chị đi diễn cưng. Anh Duy ảnh đang quay ở Đà Lạt á. Anh Duy đúng lý ra hồi hồi trước tới giờ thì thật sự là Ly với anh Duy đi đi diễn thì cũng chưa có bao giờ mà đứa về trước đứa về sau, nhưng mà lần này thì đứa về trước đứa về sau, tại vì anh Duy kẹt phim cho nên phải đi về trước, cho nên có mình tôi ở đây
tung tăng đi khắp nơi. Trịnh Hồ Kim Quyên, hello, không rày thấy like mà không có vô xem được hả? Chào Đặng Thu Oanh. Lúc trước chị có bán bột làm trắng răng phải không? Ly không có bán bột trắng răng, mà lúc trước á là Ly xài bột trắng răng cho nên Ly thấy tốt nên Ly có chia sẻ cho mọi người chứ Ly không có bán. Chị ơi mỏi tay không mà thoại thoại trần. Chào thoại trần. Cảm ơn Bi Dương nha. Cảm ơn Bi Dương. Hello Trần Xuyên. Hello Ngô Hiền. Hello. Cột tóc lên cho nó gọn gàng. Bị bỏ rơi. Bên đây là buổi sáng rồi, Quyên Nguyễn. Bên đây là buổi sáng. Đây nè, quay ra ngoài trời cho mọi người xem. Thấy không? Ngoài trời đang sáng bừng bừng. Trong nhà thì đang mở đèn cho nên thấy là vẫn đang tối bừng bừng. Giờ mình chuẩn bị đi chơi cho nên mình sẽ làm đẹp, mà trước khi làm đẹp là Ly phải chăm sóc da một chút xíu để cho tiền. Ly thì cũng rất là ít trang điểm nhưng mà mọi người hỏi Ly á, mới nãy mọi người hỏi Ly á là tại sao mà da của Ly đẹp với lại căng bóng. Ghiền da của chị với chị Thúy Diễm hả? Mọi người biết nhờ cái gì không? Bữa giờ là nhờ đắp mặt nạ nè mọi người. Đây, nhờ đắp mặt nạ Queen, mặt nạ Tổ Yến Queen. Nói chung mình cũng phải cố gắng để giữ cái làn da của mình đó, cho nên nó làm mình phải chăm sóc da. Hôm bữa thực ra là Hoa Hương ơi, da của chị đẹp. Hả? Chị không cần trang điểm. Tại vì á mình đi làm bình thường á mình make up nhiều lắm rồi cho nên nó là mình không có dám buông. Bình thường nếu mà không có đi quay á là không có trang điểm, tại vì á mỗi khi mà mình trang điểm thì sẽ trang điểm nhiều quá nó làm cho da của mình nó cũng sẽ bị không có đẹp, mà nó bị chân lông to nữa. Cái mặt nạ này đó mọi người biết làm sao mà Ly biết mặt nạ Queen này để Ly xài không, là do cái con nhỏ bạn thân của mình là Thúy Diễm nó xài trước, xong rồi cô ấy thấy tốt quá cô ấy mới giới thiệu cho Ly, cho nên Ly biết cái sản phẩm này. Mà từ bữa đi qua tới giờ á là Ly phải đem theo cái mặt nạ để đắp một tuần khoảng 3 ngày, tại vì á bên đây khí hậu khô với lạnh đó mọi người, rồi làm cho da của mình nó khô, với lại nó làm cho da của mình nó không có nó dễ bị khô, nó sẽ bị bong da, cho nên á là Ly lúc nào cũng phải thường xuyên đắp mặt nạ để cho da mặt của mình nó được dưỡng ẩm rồi được thông thoáng. Mà Ly rất là thích đắp mặt nạ Tổ Yến, tại vì á thường á là mọi người biết là Tổ Yến á là một cái thức ăn rất là bổ dưỡng mà hồi xưa giờ mình hay ăn đúng không? Mình không có, mình cũng chưa có từng đắp mặt nạ cho nên á bây giờ mà nghe mặt nạ Tổ Yến cái tự nhiên cái thấy là thấy hay hay, mà là từ thiên nhiên nữa cho nên mình muốn xài liền, mà khi xài rồi thì thấy thực sự là quá tốt cho nên á đi đi tới đâu Ly cũng phải đem theo mặt nạ hết trơn á, đi đem theo tới ba loại luôn.
Một loại á, là dùng như cái loại màu xanh này nè. Nè, loại màu xanh này là những khi mà da da khô, da bị sạm nám tàn nhang á, thì mình đắp cái loại mặt nạ tổ yến hoa nhài tây. Đó, mọi người thấy không? Là khi nào mà da da khô. À, Ngô Hiền ơi, da đẹp là nhờ đắp mặt nạ đó. Mỗi ngày, mỗi một tuần mình đắp khoảng 3 lần, 4 lần gì đó để cho thấy da của mình nó có giống như là tưới nước đó. Mình được tưới nước cho da của mình nó tươi trẻ. Hoa hương, Hướng ơi, em là hoa hương không? Hoa hương chị không biết. Chị mua của bé Linh Giang đó cưng. Chị mua của bé Linh Giang. Một lát nữa Ly sẽ đắp mặt nạ cho coi. Hôm nay thì da của Ly á, thì thường á, là Ly hay thích dùng màu hồng. Tại vì màu hồng á, là nó màu hồng là mặt nạ tổ yến hoa anh đào, nó có cái cánh ở trong á, là gel tổ yến nè, trong ở bên trong nó vừa có cái thành phần là tổ yến, rồi có collagen với lại cánh hoa đào. Bên Mỹ giờ này là buổi buổi sáng rồi cưng, hồng gấm bên Mỹ buổi sáng. Đoàn Nhi chị mua của Linh Giang. Ai bé Linh Giang ơi, Linh Giang cưng ở đâu vậy? Cưng có coi livestream của chị không Linh Giang? Đó. Hiếu Hiếu tỷ ơi, Hiếu tỷ. Linh Giang, cảm ơn cưng nghe Linh Giang. Trước khi đi nhờ bé Linh Giang ship ba cái hộp mặt nạ mà bây giờ da của chị ở bên này mặc dù là trời rất là lạnh và rất là khô nhưng mà da của chị vẫn vẫn không có bị bong da, với lại không có bị khô. Đó. Hôm nay để xem coi đắp mặt nạ gì. Mặt nạ tổ yến hoa nhài tây hay là mặt nạ tổ yến hoa anh đào. Giờ cho mọi người cái này á, hoa tổ yến hoa cúc la mã nè, mọi người thấy không? Tổ yến hoa cúc la mã là dành cho những da mà đang bị nó mụn, những cái da mà có mụn hay là da bị hư tổn á, thì sử dụng cái mặt nạ tổ yến hoa cúc la mã này á, để giúp cho da được mềm, rồi giảm sưng với lại giảm giảm viêm, rồi không không có giúp cho mấy cái mụn nó không có hình thành trở lại. Dạ Nguyễn Xuyên, cái này á, thì giá của nó là 180 ngàn một hũ thôi. Mỗi một hũ như vậy á, thì mình đắp cũng khoảng được 10 lần đến mười mấy lần. Mọi người muốn Ly đắp cái màu nào? Hôm nay Ly muốn đắp màu xanh được không? Tại vì màu xanh á, thì nó giúp cho da của mình mềm mịn, với lại làm mờ vết thâm. Mấy em gái thức hôm khuya cho nên mặt cũng có những cái vết giống như là vết vết thâm ở quầng mắt nữa nè. Cảm ơn Phượng Nguyễn. Sản phẩm mặt nạ tổ yến này á, là Ly mua của bé Linh Giang á. Giờ để Ly đắp mặt nạ xong rồi chút nữa. Đoàn Nhi em muốn xài giống như chị hả? Ở bên trong hũ mặt nạ nó là cái lớp gel tổ yến, với lại có những cánh hoa, như là cái này là cái hũ màu xanh này là hoa nhài tây, thì ở trong nó có cánh hoa nhài tây á. Có người trùng ý tưởng với mình, màu xanh phải không? Trần Xuyên trùng ý tưởng muốn đắp màu xanh. Hôm nay Ly cũng muốn đắp màu xanh. Hôm nay là Ly muốn đắp màu xanh. Nó có cái mùi thơm của, giống như mùi thơm mà mình ăn tổ yến đó mọi người. Thường á, là Ly rất là thích ăn tổ yến. Nhưng mà sau này khi mà
Có phát hiện ra mặt nạ tổ yến Queen này á, thì Ly lại trở thành tín đồ của mặt nạ tổ yến. Tại vì á, Ly Ly thì Ly ít có xài những cái sản phẩm chứa hóa chất, cho nên đa phần là Ly hay đắp mặt nạ để cho da của mình nó được tươi trẻ, mịn màng và sáng. Thường mấy bạn mà chịu khó xuyên đắp mặt nạ thì da của mấy bạn sẽ nó sẽ tốt hơn. Ly ít có makeup lắm, cho nên Ly cũng cố gắng siêng năng đắp mặt nạ để cho da nó được sáng sạch. Bây giờ Ly đắp nha. Mình dùng cái cọ. Wow, cái này mát dã man luôn. Da mịn màng mà hồng hồng đã dễ sợ. Ghen tị. Bạn nào muốn mua hàng thì cứ liên hệ với lại Linh Giang. Linh Giang thì Ly có tag cái nick của Linh Giang ở trên status của Ly á. Nếu mà bạn nào cần thông tin của Linh Giang thì cứ để lại, muốn mua hàng thì cứ để lại comment, hoặc là để lại số điện thoại của mình á. Ly sẽ nói với Linh Giang để Linh Giang trả lời cho mấy bạn. Mọi người thấy bóng loáng chưa? Trâm Nguyễn đang đang học bài, thấy cô Ly livestream vô hả con? Quyên Liêm, ok. Quyên Liêm ơi, có người kêu quy Linh Giang ơi, có bạn Quyên Quyên Liêm hả? Quyên Liêm gọi cho Linh, kêu Linh Giang inbox đó. Mát dữ lắm mọi người ơi, đắp lên rất là mát. Cái này mình thoa lên một lớp xong rồi á, mình có thể để 30 phút rồi mình rửa mặt lại. Nhưng mà đối với mặt nạ tổ yến á, thì mấy bạn có thể đắp bất cứ giờ nào cũng được, và mấy bạn có thể đắp để qua đêm ngủ luôn cũng được nữa. Bởi vì cái mặt nạ này nó là dưỡng chất thiên nhiên từ tổ yến như là collagen, cho nên nó không có hóa chất, nó không có làm hại cho da. Ly nói ha, Ly nói nghe rõ không? Cả nhà nghe rõ không? Nghe rõ không mọi người? Nghe Ly nói rõ không? Thảo Quyên Nguyễn ơi, cái này không phải chị bán, cái này là chị mua của bé Linh Giang á. Mọi người vô comment đi, rồi có gì Ly sẽ để lại số điện thoại của Linh Giang để cho mọi người mua. Cái mặt nạ này á, khi mà mình một chỉ có 180 một hũ thôi, nhưng mà mình xài cũng được 10 lần đến mười mấy lần tùy theo, không có bị bớt rít em. Chị xài chị thấy nó rất là mát, không có bớt rít. Mà sau khi mà mình đánh một lớp lên da thì cái mặt nạ nó sẽ khô lại. Nó sẽ khô lại và nó sẽ giúp cho da của mình nó căng và nó bóng. Sau khi mà giờ mặt nạ thoa lên mặt á, thì mình phải để khoảng 30 phút. Như Ly á, thì một lát nữa Ly phải đi ra ngoài, cho nên là Ly để khoảng 30 phút rồi Ly rửa mặt lại. Cái mặt nạ mà Ly đang đắp á, hiện tại á, là mặt nạ tổ yến màu xanh này, nó là mặt nạ hoa nhài tây. Sau sau có người thì nói nghe lỡ rõ mà có người nghe bị nhỏ, ta có bị nhỏ không? Cái mặt nạ Hồng Thủy ơi, số số điện thoại của Linh Giang hả? Để lát nữa có gì Ly Ly sẽ cho mọi người nha. Chút nữa sau khi livestream xong Ly sẽ cho mọi người cái số điện thoại của Linh Giang nha. Mặt nạ tổ yến thì nó có cái protein nè, rồi có những cái axit giúp cho dưỡng trắng da. Cái loại màu xanh mà Ly đang xài á, thì nó giúp cho da của mình chống lão hóa,
những cái vết nhăn li ti trên da nó sẽ dần dần cải thiện, nhất là cái da mình mà đang bị khô á, thì mình xài cái màu xanh này. Và đặc biệt á, Ly thấy là các chị em phụ nữ của chúng ta là mỗi người rất là sợ bị thâm nám, những vết đồi mồi, thì cái màu xanh mà Ly đang xài là mặt nạ tổ yến của hoa nhài tây này á, nó có tác dụng là giúp cho cái da của mình giảm được những nếp nhăn, rồi giúp cho da của mình giảm được những vết đồi mồi và vết nám. Hoa hướng ơi, cái loại mà chị đang xài á, thì nó chuyên về chống lão hóa và giảm thâm nám. Còn cái loại màu vàng nè, màu vàng này nếu mà bạn nào mà trường hợp mà da đang bị mụn á, thì cái loại hoa tổ yến, mặt nạ tổ yến Cúc La Mã, nó sẽ giúp cho da của mình được giảm mụn và ngăn chặn tái hình thành mụn, giúp cho da săn chắc và mịn màng hơn. Mấy bạn mua hàng thì liên hệ với Linh Giang nè, Ly đọc số điện thoại của Linh Giang cho mấy bạn nha: 0921855102. Mọi người thấy da nó đang bắt đầu căng ra và bóng lên. Chào Thư Lê, chào Nguyễn Thị Thảo. Thư Lê, Nguyễn Thị Thảo. Khi mà đắp mặt nạ, mọi người nhớ là đắp toàn vùng mặt nhưng mà tránh hai con mắt ra nha. Mỗi một tuần á, là Ly xuyên đắp mặt nạ lắm, tuần là Ly đắp 3 lần. Cái này á, mấy bạn có thể đắp, nếu mà bạn nào lười đi rửa mặt á, thì có thể đắp qua đêm ngủ luôn cũng được nữa. Tại vì cái này là không có hóa chất, là tinh chất thiên nhiên, cho nên nó mình có thể đắp qua đêm được. Chào Hạnh Phan, chào Hoàng Mỹ, chào Thùy Loan, mọi người khỏe không? Ly có ghim cái số điện thoại của bé Linh Giang bán mặt nạ tổ yến á. Mấy bạn muốn mua hàng thì cứ gọi cho Linh Giang nha. Tuyến Đỗ, chào Tuyến Đỗ. Phạm Kim Anh, một một hũ như thế này là 180.000. Một hũ xài cũng được khoảng mười mấy lần á. Cứ một tuần mình đắp khoảng 2 3 lần. Hoặc là bạn nào chịu khó siêng năng á, thì đắp 4 5 lần. Đó. Ly để cho một lát nữa, nó khoảng 30 phút nó sẽ thẩm thấu vô da. Ai, Thư Lê, cảm ơn Thư Lê. Cảm ơn Thư Lê nha, khen da chị đẹp. Nói chung da đẹp là nhờ mình phải biết chăm sóc, mình phải chịu khó chăm sóc thì da mới đẹp được. Chứ nếu mà mình buông buông lơi nó thì nó cũng sẽ không có chăm sóc thì nó sẽ không có đẹp. Giờ này mọi người đang làm có coi phim hay có làm gì không? Giờ này bên Việt Nam cũng mới có khoảng 9 giờ tối hả? Phạm Kim Anh ơi, mua hàng có ship ship tận nơi với Phạm Kim Anh. Đó. Mọi người thấy lớp mặt nạ, lớp gel mặt nạ nó đang đang dần dần căng và bóng lên. Lát nữa Ly sẽ đi rửa mặt. Mọi người thấy da của Ly sáng hơn không? Mới đắp vô chút xíu mà thấy da sáng hơn không? Hello Trần Phương Thảo, Tiên bướng bỉnh, chị đang đắp mặt nạ tổ yến. Nguyễn Thị Thảo, chị đang ở bên Mỹ.
Đó, ở bên ngoài trời đang sáng trưng. Mọi người thấy bên ngoài trời sáng không? Thư Lê hả? Hồi trước bị mụn, giờ hết rồi mà bị thâm. Ồ, nếu như vậy em xài mặt nạ Tổ Yến, cái loại chị đang đắp đi, cái loại màu xanh nè. Đây, cái loại màu xanh này chị thâm nám tốt lắm á. Tại vì trước á, là da của Ly cũng từng bị những cái đi quay ngoài nắng á, cũng có những cái vết sạm và nói chung là cũng có những vết sạm hơi 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 nám một chút xíu. Nhờ mình sử dụng mặt nạ một thời gian dài và mình phải liên tục mình đắp thì cái dấu hiệu của thâm nám nó sẽ giúp cho da nó sẽ giảm dần. Hàng Thị Tú Nhi, cảm ơn Hàng Thị Tú Nhi nha. Chị đang đắp mặt nạ đó Lê Nguyên ơi, đắp mặt nạ Tổ Yến. Thấy mặt nạ này rất là tốt cho nên Ly muốn chia sẻ với mọi người. Ba ngày nữa là Ly về Việt Nam rồi. 3 ngày nữa về Việt Nam rồi. Tiêm bướng bỉnh xài mặt nạ không hả chị? Thường á, thì cái sản phẩm mà Ly thích dùng nhất là mặt nạ. Mà những cái loại mặt nạ nào mà được làm từ thiên nhiên là cái sự lựa chọn hàng đầu của Ly. Đó. Mặt nạ Tổ Yến á, là cái mặt nạ thiên nhiên không có hóa chất cho nên á, là Ly rất là thích sử dụng. Hồi lúc đầu cũng Ly cũng không có biết mặt nạ Tổ Yến Win này đâu, nhờ Thúy Diễm á, Thúy Diễm vợ của Lương Thế Thành, Lanh Thế Thường á. Thúy Diễm xài thấy tốt quá cho nên Thúy Diễm mới chỉ cho Ly. Tại vì thường là tụi Ly khi mà sử dụng một cái sản phẩm nào thì tụi Ly cũng cân nhắc rất là kỹ. Sản phẩm phải tốt với lại thực sự là sản phẩm từ thiên nhiên thì tụi Ly mới dám xài. Tại vì cái da mặt của mình rất là quan trọng cho nên mỗi khi mà xài một cái sản phẩm nào đó thì mình phải lựa chọn kỹ lắm. Thấy bạn bè xài tốt thì mình mới dám xài và mình xài mình cảm thấy tốt với lại hiệu quả cho nên mình mới chia sẻ với mọi người. Ở Việt Nam đang nhớ cô hả? À, Ngọc Trâm ơi, Ly mua của Linh Giang á. À, bạn nào muốn mua thì Ly có ghim cái nick của Linh Giang ở trên status với số điện thoại đó. Thì mấy bạn liên hệ với Linh Giang nha. Trương Thúy An, cảm ơn Trương Thúy An. Hải Thanh, cái hũ này 180 ngàn một hũ á, Hải Thanh. My Nga ơi, 180 ngàn một hũ. Đi qua đây á, thì mình đem theo tới 3 loại mặt nạ lần. Biết làm chi không? Tại vì á, mỗi một khi mình đi qua nước ngoài thì mình đâu có biết được là da của mình nó sẽ rơi vào trường hợp nào. Có nhiều khi á, là khô quá, tại vì ở nước ngoài thì nó lạnh thì nó làm cho nhiều khi da của mình bị khô, bị bong tróc rồi bị thiếu nước. Thì những khi đó thì Ly xài cái mặt nạ Tổ Yến cánh hoa anh đào này nè để giúp cho cái da của mình được bổ sung nước, bổ sung những cái dưỡng chất giúp cho da của mình mềm, mịn và trắng. Còn nhiều khi á, mình ăn uống không đủ chất rồi mình bị thiếu nước rồi mình hoặc là mình ăn đồ nóng làm cho da của mình bị nổi mụn thì lúc đó Ly sẽ sử dụng cái màu vàng. Nói chung là bất cứ trường hợp nào mình cũng đều có cái để mình lấy ra mình trị cho cái da của mình. Đó, như cái màu màu vàng là cái mặt nạ Tổ Yến Cúc La Mã. Mọi người thấy không? Thì cái mặt nạ Tổ Yến Cúc La Mã này á, thì chuyên về trị mụn, giúp cho cái làn da của mình á, những cái nốt mụn nó sẽ giảm sưng và nó gom lại giúp cho mặt của mình nó sẽ giảm mụn dần. Huỳnh Văn Toàn đang ở Mỹ. Huỳnh Văn Toàn ơi, Hải Thanh, cảm ơn Hải Thanh nha.
Nãy giờ thì Ly thấy mấy bạn cũng hỏi là mua ở đâu. Đi mua của bé Linh Giang đó. Mi nghe. Chị Ly có biết gì về sản phẩm startup không? Startup là gì vậy Mi nghe? Chị chưa có biết. Mình chưa biết startup. Trong khi chờ đợi cho mặt nạ khô rồi Ly sẽ đi rửa mặt để cho mọi người xem. Nãy giờ mọi người thấy da của Ly nó có căng bóng và sáng hơn không? Lê Nguyên ơi, Lê Nguyên muốn mua hàng hả? Lê Nguyên muốn mua hộp màu vàng. Lê Nguyên cứ để lại cái inbox đi. Để lại comment đi rồi một lát nữa. Bé Linh Giang bán hàng á sẽ inbox tư vấn cho Lê Nguyên nha. Vi Phương My lâu rồi không thấy chị lên mạng hả? Không biết bữa giờ mọi người bên đó có xem game show đồ của Ly phát sóng không? Đợt vừa rồi nó mới phát cái chương trình Vui cùng Bolero á. Tiếu lắm, vui lắm. Mọi người ai mà chưa coi á, thì vô coi lại nha. Bữa giờ á, đi đi shopping cũng được nhiều. Mua một đống hàng luôn. Hôm bữa là anh Duy về á, là Ly đã gửi về trước một mớ rồi. Đó. Bây giờ thì nó Ly mới mua một đống nữa nè. Đang chuẩn bị chiều nay đi ra ngoài chỗ mà gửi hàng về Việt Nam á, để đóng thùng gửi về Việt Nam trước, tại vì rất là nhiều hàng mua về cho khách, cho nên Ly không có mang về hết được, phải đóng thùng gửi về Việt Nam trước nữa. Cảm ơn Như Ý Nguyễn. Tội nghiệp chị yêu lạnh lẽo hả? Nó Ly lấy nè, nào là bữa giờ lấy glucosamine nè, rồi lấy thuốc bổ não nè, với lại vitamin E nữa. Đây. Đó. Đi qua đây để lấy những cái thực phẩm chức năng về bán cho khách yêu, tại vì á ở bên Việt Nam á, mấy bạn cũng có rất là nhu cầu để mua những cái thuốc bổ sung vitamin này nọ cho cơ thể, nhưng mà mấy bạn cũng không có tin tưởng sản phẩm bên Việt Nam, tại vì có quá nhiều sản phẩm nó đại trà, mình không biết hàng nào là hàng giả, hàng nào là hàng thật, cho nên nó Ly mỗi lần đi Mỹ là Ly cũng mua hàng về để cho mấy bạn biết là cái nguồn sản phẩm mà mình đem về là nguồn sản phẩm chất lượng từ Mỹ đem về đó. Cái vụ thuốc này á, để hôm nào rảnh á, thì Ly sẽ livestream để tư vấn cụ thể cho mọi người hơn. Mọi người thấy mạng bị yếu hay gì không? Thùy Loan, chị cũng còn collagen, chị cũng còn thuốc collagen. Mọi người thấy da mặt của Ly bây giờ nó có sáng hơn không? Sáng hơn lúc nãy không? Mặt nạ Tổ Yến cũng đang bắt đầu khô từ từ nè, mà cảm giác rất là dễ chịu, rất là mát, không có bị căng. Mạng ok rồi đúng không? Mới nãy đang nói cái tự nhiên mạng bị yếu.
đang nói mạng bị yếu quá, cái phải đi xuống, xuống xong rồi mới lên lại. Nhớ mọi người quá à. Đang rất là nhớ nhà luôn. Vi Phương My, Ly đang dùng gì vậy hả? Ly đang đắp mặt nạ đó, đang đắp mặt nạ. Hai chị Ngọc Hạnh, chị Ngọc Hạnh khỏe không chị Ngọc Hạnh? Nguyễn Siên nói chân mày đẹp hả? Chân mày đẹp, chân mày đẹp, chân mày dày hả? Hơi bị dậy. Ân Lợi nhớ chị quá. Bữa giờ tôi cũng nhớ nhà nữa. Nhớ nhà, nhớ chồng. Chồng đi làm rồi bỏ tôi ở đây có một mình. Là Cathy Nguyễn ơi, collagen, Ly uống cái collagen, collagen của Mỹ á, loại 369 á, Ly uống cái loại đó đó. Đúng rồi, chị Dương Nguyễn, anh Duy ảnh về Việt Nam rồi. Ảnh về Việt Nam để quay cái bộ phim gì Mật Danh Trong Bóng Đêm. Nguyên Kim dắt này ở bên chị mấy giờ? Dắt này bên chị nè, mọi người xem đồng hồ nè, giờ này là 7:30 sáng, 7:30 sáng rồi, đang là 7:30 sáng. Còn bên bên mọi người chắc mọi người cũng chuẩn bị đi ngủ hả? Mọi người đang chuẩn bị đi ngủ hả? À, mọi người thấy cái mặt nạ bắt đầu khô, nó khô thấm vô da của mình rồi nè, thấy không? Cái da của Ly á thì nó cũng có những cái vết một vài nốt, một vài nốt sạm sạm, mọi người thấy không? Một vài nốt sạm sạm. Một vài nốt tàn nhang, cho nên á làm Ly Ly phải thường xuyên chăm sóc da, chứ để không thôi là tuổi của Ly cũng là tuổi gọi là sao ta, trung niên hả? Ly phải nói trung niên nghe thấy ghê quá. Ly phải thường xuyên để chăm sóc da của mình, chứ không thôi là tuổi già sẽ kéo đến rất là nhanh, tôi sợ lắm trời ơi. Sợ dữ dằn luôn. Cho nên mỗi lần á, có một cái sản phẩm gì mà tốt là mình phải xài liền. Đắp mặt nạ này thích lắm cả nhà. Đắp lên nó mát lạnh vậy đó. Mát lạnh mà hả? Đắp xong rồi da nó căng, nó bóng, nó sáng. Đã lắm. Nói chung là mọi người mà đắp rồi mọi người sẽ thích vô cùng. Chị Ngọc Hạnh Nguyễn, à, giờ chị đang đi làm răng hả? Ủa, đi làm răng gì về trễ quá vậy chị? Vũ Nguyễn, hát đi chị Ly. Trời ơi, hát cái gì bây giờ? Trần Thảo Trâm, chị cấm em nha. Chị cấm em là nói chị tuổi già nghe Trần Thảo Trâm. Tôi già nhưng mà đối với tôi á, thì so lại với cô đi, cô Trâm à. Luôn Hà Trang, mình còn bán khô cá lóc luôn Hà Trang à. Chị Hoàng Yến, chào chị Hoàng Yến. Cái mặt nạ tổ yến này á mọi người, mọi người thấy ở bên trong nó là những cái cánh hoa, với lại có những cái cái tổ yến nó vẫn còn, những cái sợi của tổ yến á đó. Đó, mọi người xem nè, thấy không? À,
Chào chị, lâu quá mới xem chị like nhé chị. Cảm ơn nàng Út nha. À, tại vì thời gian vừa rồi chị cũng bận quá cho nên ít có lên livestream lắm. Lâu lâu rảnh thì mới lên tám với mọi người được. Thấy có cái gì hay hay lên tám chơi chứ bình thường mình cũng không biết lên nói gì. Thường thì cảm thấy cái gì mà có cái gì mới, có cái gì lạ lên tám chia sẻ với mọi người để mọi người ấy. Milutina, chị lúc nào cũng trẻ đẹp, cảm ơn Milutina nha. Ủa nãy giờ mọi người trong ba cái loại mặt nạ mà Ly đắp á, mọi người thích nhất là loại mặt nạ nào? Mọi người thích nhất là loại mặt nạ nào? Trung Quốc Thiện, limo của Linh Giang ở Trung Quốc Thiện 180 ngàn một hũ. Phải không? Trung Quốc Thiện hỏi 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 mặt nạ yếm đúng không Trung Quốc Thiện? Cái mà Ly đang xài là cái hũ màu xanh này nè, nó cái màu xanh này nó Thi Thi ơi, cái màu xanh là mặt nạ tổ yến hoa nhài tây giá 180 ngàn á Thi Thi. Lê Nguyên bữa nào giao cho em được? Lê Nguyên đặt mua hàng hả Lê Nguyên? Lê Nguyên đặt mua hàng thì Linh Giang sẽ có gì thì bé Linh Giang bán hàng á sẽ liên lạc với Lê Nguyên để ấy nha, để bán cho Lê Nguyên nha. Linh Giang, em nhớ liên hệ với lại Lê Nguyên nghe Linh Giang. Trương Mỹ Thảo, chào Trương Mỹ Thảo. Thu Đoàn ơi, chị đang xài mặt nạ tổ yến Queen á. Mặt nạ tổ yến Queen đó, Thu Đoàn. Đây nè. Thấy không? Mặt nạ tổ yến Queen. Sao thấy sản phẩm này ti 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 ở gì đó, cái nick gì chị mới vừa đọc qua. Em hỏi sao thấy diễn viên nào cũng quảng cáo hả? Sản phẩm này hả? Tại vì sản phẩm này tốt quá cưng. Tại vì sản phẩm này tốt cho nên tụi chị thích xài. Chị nè, Thúy Diễm nè, rồi một số bạn diễn viên cũng thích xài để cho da đẹp. Mọi người thấy xài xong da trắng sáng và căng mịn đúng không? Thấy xài tốt cho nên nó là chia sẻ với là mọi người. Mặt nạ chị đang xài hệ thống Messenger. Mặt nạ chị đang xài giá 180 ngàn đó em. Mắt Cẩm Giang, mặt em có mụn đắp được không chị? Ô quá được luôn Cẩm Giang ơi. Cẩm Giang ơi, nếu mà mặt mụn thì nên xài cái màu vàng này nè Cẩm Giang. Nè. Mà Cúc La Mã. Cẩm Giang. Đây. Cái nó bị chói quá. Đó. Nếu mà mặt bị mụn thì xài cái Cúc La Mã nha. Tại vì cái Cúc La Mã này á nó giúp cho da của mình á những cái mặt có bị mụn kém hoặc là những cái mụn mụn đầu đen hoặc là mụn thậm chí là mụn mụn bọc thì khi mà xài cái Cúc La Mã này á nó sẽ giúp cho da của mình giảm giảm cái sưng và những cái viêm của mụn và giúp cho mụn nó thu lại, nó săn lại, nó sẽ từ từ giảm dần. Muốn đặt hàng thì Ly có Chí Quang, giờ này bên đây là buổi sáng rồi, ông nghỉ xong kêu tôi ngủ hả Chí Quang? Giờ này là sáng 7 giờ rưỡi rồi chứ Quang, có ông ở bên đó ông đi ngủ đi. Cái Cúc La Mã này á, nào đi mở ra cho mọi người xem. Đó, mặt nạ Cúc La Mã thì bên trong á, nó cũng là tổ yến với lại những cái cánh hoa cúc. Đó, cái gel mát lạnh. Cẩm Giang lấy một hũ hả Cẩm Giang? Cẩm Giang ơi, Cẩm Giang để bé Linh Giang sẽ liên hệ với Cẩm Giang nghe. Hai bạn tên Giang hết. Linh Giang em liên hệ với Cẩm Giang để giao hàng nghe Linh Giang.
Thái Văn Trường nó có hít thâm không? Thái Văn Trường ơi, chị thì da của chị hồi trước á, đi quay ngoài nắng nó cũng có những cái vết sạm, chị xài chị thấy nó giảm đó cưng. Giờ nó cũng khô rồi nè, để Ly đi rửa mặt nha. Nãy giờ nói chuyện với mọi người cũng được 30 phút rồi. Mai Nguyễn ơi, chị vẫn ở Việt Nam mà cưng. Chị qua Mỹ là để đi diễn thôi. Vài bữa nữa chị về Việt Nam rồi. Bé Trâm đi đi học đi đi học bài đi. Một hũ thi thi một hũ thì mình xài được khoảng một hũ thì mình xài được khoảng 10 lần đến mười mấy lần tùy theo cái độ mà mình xài nhiều. Thí dụ như mình xài một tuần là 2 lần 3 lần hoặc là một tuần mình xài 4 5 lần thì mình mỗi một lần nói chung là một hũ mình xài được khoảng mười mấy lần luôn á, tùy theo cái độ mà mình xài thôi. Giang Nguyễn có kem xài trắng da. Để Ly rửa mặt cái đã, đợi đợi Ly chút xíu nha, rửa mặt cái. Đợi Ly chút. Chào bé Mai, chị Ly qua mà. Ủa má chồng em ở bên Mỹ hả bé Mai? Má chồng em ở bên Mỹ hả bé Mai? Thái Giang Trường một hũ là 180 ngàn ở Thái Giang Trường. Thúy Nguyễn cũng muốn mua hả? Thúy Nguyễn liên hệ với lại bé Linh Giang nha Thúy Nguyễn. Thúy Nguyễn liên hệ với Linh Giang. Cảm ơn Dinh Dinh. Cảm ơn Dinh Dinh. Ở Mobile Home gần ngay chỗ chị hả? Nhưng mà chị sắp về Việt Nam rồi, sợ không có ấy. Trời không có thời gian đó bé Mai ơi. Ok con Trâm Nguyễn, cảm ơn con. Chào Hoa Hồng. Chào bố bộ 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 Dinh hả? Bố Dinh. Ở bên đây hay bị chảy mũi quá. Cảm ơn bên Mai nha. Em khỏe không Mai? Hay chồng khỏe không? Hay chồng khỏe không Mai? Chào Diệp Trần. Ôi chảy nước mũi. Chào Nguyễn Úc. Anh đang bị bệnh hả? Anh đang bị bệnh hoài hả? Tội nghiệp quá vậy.
Lạnh quá. Đã rửa mặt xong. Cô có về chung với bước chân gia đình bước chân hai thế hệ không? Chị về trước mọi người, tại vì mọi người còn phải đi diễn ở San Jose nữa. Cảm ơn Lâm Chinh Ngọc nha. Nó sau khi đắp mặt nạ xong mọi người thấy da sáng hơn không? Quay qua đây mới thấy có ánh sáng chiếu vào nó mới thấy rõ. Cảm ơn Trung Quốc Thiện. Cảm ơn Trung Quốc Thiện nha. Quay Trung Quốc Thiện ơi, cảm ơn Trung Quốc Thiện, cảm ơn Giang Nguyễn. Nó sau khi mà đắp mặt nạ của tổ Yến Queen rồi á thì mọi người thấy da của Ly có sáng lại không? Màn hình mờ hả? Mờ là chắc tại vì bị sóng yếu á mọi người. Chắc là do sóng yếu. Bạn nào muốn mua hàng á thì liên hệ với lại bé Linh Giang nha. Số điện thoại của Linh Giang là 0921 855102. Để Ly đọc lại số điện thoại nè. Nãy giờ Ly thấy mấy bạn cũng cấm hai chị Tuyết Phượng. Cô Phượng khỏe không cô Phượng? Chị Phượng ơi, chị nhớ em không chị Phượng? Bé Mai khi nào rảnh qua Cali chơi nha. Cảm ơn bé Mai cho chị gửi lời thăm anh Đan nghe. Có thể là tháng tháng 9 hoặc tháng 10 tụi chị qua bên châu Âu á. Thì có gì dịp đó mấy chị em mình gặp lại ha. Bé Giang, bé Mai. Cảm ơn Giang Trưng. Sáng trưng luôn hả Giang, Giang Nguyễn chứ. Em cũng nhớ cô Phượng nữa, cô Phượng. Về Việt Nam rảnh có thời gian đi uống cà phê nha. Ly Di Nguyễn, chào Ly Di Nguyễn. Ly còn ở lại Mỹ, Ly còn ở lại Mỹ khoảng coi mai ngày mốt bữa kia Ly về rồi. Mấy bạn ơi, nãy giờ Ly thấy mấy bạn cũng vô hỏi mua hàng ở đâu á. Thì Ly có tag của tên bé Linh Giang bán hàng á, tại vì Ly mua hàng của bé Linh Giang. Mấy bạn liên hệ với bé Linh Giang để mua hàng nha. Tại vì mình không biết hàng bên ngoài sao, nhưng mà Ly mua đúng hàng của bé Linh Giang là hàng đúng chuẩn và hàng tốt. Cho nên mấy bạn nếu mà sợ mua hàng mà không đúng chất lượng á thì mấy bạn liên hệ với bé Linh Giang để mua được cái mặt nạ tổ yến hàng đúng của công ty á để xài cho nó tốt nha mọi người. Dạ em không có qua canh sát chị, tại vì đợt này em anh Duy về Việt Nam trước rồi. Đợt này á, em không có qua canh sát, em chỉ ở Cali thôi. Ở Cali sắp về Việt Nam rồi. Cảm ơn Ly Di Nguyễn, da mặt đẹp không? Da mặt đẹp nhờ đắp mặt nạ đó. Ly Di Nguyễn mới vừa đắp mặt nạ xong. Mới vừa đắp mặt nạ xong nè. Cho nên đó chị Đặng Nguyễn Phương, em thoa mặt nạ này có nghe mùi hôi hôi không? Em thấy cái mùi nó không có hôi chị. Tại vì á cái mùi nó giống như cái mùi mình ăn tổ yến thôi, em thấy nó không có hôi. Em chỉ thấy là đắp lên mát, mắt lạnh. Nếu mà cái mặt nạ này mà mình bỏ vào ngăn mát tủ lạnh thì đắp càng mát hơn nữa, và nó giúp cho cái lỗ chân lông của mình á nó se khít lại, giúp cho da của mình nó vừa se khít vừa sáng, vừa sáng hơn và mềm mịn. Phúc Long, Phúc Long 180 ngàn một hộp ở Phúc Long. Nguyên Nguyễn đúng rồi, mặt nạ tổ yến đó cưng. Nguyên Nguyễn có xài mặt nạ tổ yến này chưa hả? Nguyên Nguyễn
Chị đẹp quá, chị còn diễn ở Itango. À, Lizzy Nguyễn ơi, đợt này qua thì mình không có diễn ở Itango để cái đợt khác heo lì. À, xài cũng được mười mấy lần đó, heo lì ơi, heo lì. Xài được mười mấy lần á. Phương Quỳnh, cảm ơn Phương Quỳnh nha. Mới vừa đắp mặt nạ xong đó, mọi người thấy da của Liên sao? Thúy Nguyễn, đúng rồi, nó hơi khác hơn đợt trước đó chị. À, Thúy Nguyễn nói gì ta? Ngọc Thảo giỏ 180 ngàn một hũ. Ngọc Thảo giỏ ơi, 180 ngàn một hũ. À, nhớ mua hàng của bé Linh Giang á, để mua được hàng chất lượng. Với lại á, khi mà mình mua hàng đúng chuẩn á, thì nó có cái tem nha mọi người. Đó, mọi người thấy cái tem của nó không? Hàng đúng chuẩn nó có cái tem. À, Giang Nguyễn ơi, da nhờn xài được nghe Giang Nguyễn. Da mà bị nhờn á thì mình xài cái màu vàng này nè. Trong cái tổ yến của Cúc La Mã là cái loại này nè. Đó. Này là Cúc La Mã, là dành cho da nhờn với da mụn. Thì trong cái Cúc La Mã Ly xài á, thì Ly thấy công dụng của nó là làm mềm da nè, giảm sưng nè, với lại mụn bọc mụn ẩn, làm khô những cái còi mụn nè, rồi làm mờ vết thâm sạm nám, với lại phục hồi tế bào da bị hư tổn. Heo lì Nguyên Trân ơi, giá của nó 180 ngàn. Cái da nhờ cái màu vàng này á, thì nó chuyên cho da mụn với lại da dầu đó. Mới nãy bạn nào hỏi da mà bị da nhờn có xài được không, thì cái này nó có kiềm dầu với lại giảm nhờn cho da đó, công dụng của nó. Còn mới nãy Ly mới thấy bạn nào hỏi Ly á, là da khô có xài được không, thì da khô thì có cái màu hồng này trị da khô đây. Mình đang xài. Thúy Nguyễn xài hoa nhài tây hả? Thúy Nguyễn xài, Ly cũng mới vừa đắp hoa nhài tây á Thúy Nguyễn. Cái màu hồng này là hoa anh đào. Thì cái màu hồng này á, heo lì Nguyên Trân ơi, em muốn mua thì em liên hệ với lại bé Linh Giang nha. Chị có, hoặc là em để lại cái comment, rồi một lát nữa sau khi livestream xong á, Linh Giang sẽ cho trả lời tư vấn cho em. Mỹ phẩm bé meo meo miu miu ơi, chị đang mới vừa đắp mặt nạ tổ yến xong, bây giờ chị đang tư vấn cho mọi người đó, thấy nó ok thì chị đang tư vấn. Cái này á, Ly thấy có mùi như mùi tổ yến á, chứ không phải là mùi hôi. Giang Nguyễn, ok Giang Nguyễn, để Linh Giang trả lời cho Giang Nguyễn nghe. Còn cái mới nay bạn nào nói mặt nạ này có xài cho da khô được không á, thì nếu mà bạn nào da khô thì Ly nghĩ là mấy bạn nên mua cái mặt nạ tổ yến cánh hoa anh đào này. Tại vì á, hoa anh đào này nó cung cấp nước và độ ẩm cho da, giúp cho da của mình nó vừa sáng vừa trắng vừa mịn và mềm da nữa. Một tuần á, là Ly đắp tới 3 lần lận á. Một tuần Ly đắp mặt nạ tới 3 lần lận. Tại vì đắp mặt nạ rất là tốt cho da mặt. Nói chung là mình xuyên đắp mặt nạ đi. Ly thì Ly thích đắp mặt nạ, không biết mấy bạn thì sao, chứ Ly là Ly thích đắp mặt nạ hơn. Meo meo, em thích vẻ đẹp thuần khiết mỏng manh hiền diệu của chị. Cảm ơn meo meo. Nhìn chị mỏng manh lắm hả meo meo. Chúc cho cả nhà mình buổi tối giờ này chắc mọi người bên đó cũng chuẩn bị đi ngủ rồi ha. Chắc cỡ giờ này bên đó bên mấy giờ ta, 9:30 hả? 9. Rồi Cẩm Giang, lấy một hũ kìa Linh Giang ơi. Hạnh Nguyễn, Kali ơi, nay bạn bao nhiêu tuổi mà nhìn bạn trẻ quá vậy? Năm nay Ly ba mấy tuổi rồi? Ba mấy tuổi rồi. Quyên Quyên, nãy giờ chị đang tư vấn cho mọi người đó, Ly mới đắp mặt nạ đó.
mới đắp mặt nạ cho nên da trắng mịn và căng. Ừ, Lê Nguyên ngày nào mình cũng, nếu mà em siêng ngày nào em đắp cũng được hết Lê Nguyên. Nếu mà em siêng nói chung á, là thường á thì mình nhưng mà Ly nghĩ thì một một tuần mình nên đắp cỡ 3 đến 5 lần thôi. Mình cũng phải để cho vài một hai ngày, 2 3 ngày cho da nó thở. Ly thì Ly không có đắp ngày nào cũng đắp. Ly đắp một tuần là 3 lần đến 5 lần. Thúy Hoa. Thúy Hoa ơi, chị đang ở Mỹ. Thúy Hoa, giờ này bên đó 10 giờ kém 15 rồi hả? Áo mua đâu đẹp hả? Áo này em bữa mua ở trong trong tiệm gì ta? Mua trong Burlington á. Cảm ơn Lizzy Nguyễn nha. Mấy bạn bạn nào mua hàng thì nhớ liên hệ với lại Linh Giang ha. Để lại comment, bạn nào muốn mua hàng thì cứ để lại comment ở trên cái bài đăng của Ly á, để Linh Giang liên hệ tư vấn cho mấy bạn. Cái này mọi người thấy Ly để mặt mặt mộc, với lại Ly vừa đắp mặt nạ xong mọi người thấy là da của Ly nó tươi hơn, phải không? Đúng không? Cho nên nó là Ly cảm thấy cái sản phẩm nào tốt Ly chia sẻ với mọi người. Nhìn chị em tưởng chị 25 tuổi. Cảm ơn nghe Quyên Quyên. Trịnh Vĩ ơi, dạ Trịnh Vĩ một hộp là 180 ngàn đó Trịnh Vĩ. Bên đây giờ này là gần gần 8 giờ sáng thôi. Bên đây là gần 8 giờ sáng. Tám giờ sáng theo chị làm buổi tối, Lê Nguyên theo chị là làm buổi tối hiệu quả hay buổi sáng hiệu quả? Thực sự thì cái mặt nạ này á, mình đắp buổi nào cũng được hết Lê Nguyên à. Mình rảnh giờ nào mình đắp giờ đó. Nếu mà buổi tối em rảnh thì em đắp buổi tối. Chứ cũng không nhất thiết là phải giờ nào. Tại vì quan trọng là khi mình đắp mặt nạ lên á, thì cái mặt nạ nó sẽ cung cấp những dưỡng chất cho cái làn da của mình khi mà da của mình đang bị thiếu hụt những cái vitamin, hoặc là thiếu bị khô, sạm nám, thì mình đắp lên nó sẽ cung cấp những cái chất nó giúp cho da của mình nó từ từ phục hồi, giúp cho da mình đàn hồi tốt. Trịnh Vĩ, em xinh quá nhờ đắp mặt nạ hay sao ấy? Dạ đúng rồi đó Trịnh Vĩ. Trương Thị Diễm. Trương Thị Diễm ơi, mặt nạ này á, là từ thiên nhiên cho nên á, mấy bạn mà 15, 16 tuổi là đã đắp được rồi. Nói chung á, là nó không có hóa chất cho nên đắp không có vấn đề gì hết. Nhã Uyên, chào Nhã Uyên. Thấy Nhã Uyên rồi, Hồng Hải Đăng, chào Hồng Hải Đăng. Tuyết Huỳnh, chào Tuyết Huỳnh. Thôi giờ này Ly cũng chuẩn bị để giờ đắp mặt nạ xong rồi á, giờ chuẩn bị đi ra ngoài để có hẹn đi ăn sáng với lại mấy chị bạn rồi đi shopping. Còn có vài ngày nữa tranh thủ đi shopping để mua đồ. Hải Thanh, chị có thích nghi với giờ bên đó? Hiện tại thì chị cũng thích nghi rồi Hải Thanh. Hồng Gấm Chương, chị thấy em rồi. Thấy rồi Hồng Gấm Chương à. Cảm ơn Lizzy Nguyễn nha. Trịnh Vĩ ơi, em đang ở Mỹ. Xuân Nhị, bên chị có thuốc biotin luôn á Xuân Nhị. Em có muốn mua hàng thì cứ inbox vô cái trang cá nhân của chị, bên chị sẽ tư vấn cho em nha Xuân Nhị. Trương Thảo, cảm ơn Trương Thảo. Mã Mỹ Duyên, cảm ơn Mã Mỹ Duyên. Dạ em đang ở Mỹ. Phúc Long sướng quá, Ly không có chồng ở bên tung tăng, trời ơi. Có chồng thì vẫn tung tăng được, nhưng mà không có chồng thì
ngủ hơi bị lạnh, không có ai để ôm. À, chị Tuyết Phượng, cảm ơn chị Tuyết Phượng nha. Chúc cô Phượng tối ngủ ngon giấc, ngủ ngon. Cảm ơn Trung Quốc Thiện. À, chúc cho Trung Quốc Thiện cũng ngủ thiệt là ngon nha. Chào anh Lam. Hai, con chào cô Thúy. Cô Thúy khỏe không cô Thúy? Cô Thúy ơi, cô Thúy khỏe không cô Thúy? Ui, nãy giờ tính chào mọi người mà vẫn chưa chào được nè. Nguyễn Thúy Vân, chào Nguyễn Thúy Vân. Còn đó nghe bé Hồng gắm trướng. Khôi Trần, Khôi Trần mới inbox cho chị hả? Ok, lát nữa chị xong rồi chị sẽ check inbox của em. Lý Duy Nguyễn, lần này thì anh Thắng với anh Hiệp không có, nhưng mà có anh Thành. Hoa Hồng ơi, chị không make up mà chị vẫn đẹp à? Cảm ơn Hoa Hồng nha. Chị đẹp, da chị đẹp là nhờ chị mới vừa đắp mặt nạ đó cưng. Đó, mới vừa đắp mặt nạ xong đó. Mọi người mua mặt nạ Queen á, thì mặt nạ Tổ Yến Queen thì liên hệ với lại bé Linh Giang nha. Nãy giờ mọi người tưởng đâu Ly bán, mà không phải là Ly bán, mà Ly là người xài hàng của Linh Giang, của cô Linh Giang ship qua cho tôi đó. Nhờ xài mặt nạ mà da bây giờ đang rất là sáng bừng 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 lên đây nè. Cảm ơn em nghe Hồng Gấm Trương. Ủa, em có ăn cơm cháy của bên chị rồi hả? Chào Lâm Tài Loan, chào Lâm Tài Loan. Lâm Tài Loan, thấy em rồi. Bên đây là đang sáng, mọi người thấy ngoài trời rất là trời sáng trưng nè. À, gần bên đây là 8 giờ sáng rồi. Nguyễn Phạm Xuân Trang, một hũ mặt nạ Tổ Yến như vậy á là giá của nó có cái hộp luôn nè ha. Nó một một hộp của nó là giá 180 ngàn đó. Xuân Trang, đúng là Nguyên Nguyễn chỉ có bán khô cá lóc bên shop của chị. Ở Cali sướng quá, nhiều nơi để đi, bên em không có gì để chơi. Diệp Quỳnh 180 ngàn một hộp với Diệp Quỳnh. Mặt nám hả? Hạnh Nguyễn ơi, nếu mà mặt em bị nám, em xài cái loại màu xanh này nè, chị đang mới vừa đắp nè. Chị mới vừa đắp cái loại màu xanh nè. Xuân Trang một hộp xài cũng được mười mấy lần á Xuân Trang, hoặc là có thể hơn. Cái hộp màu xanh này là chị nám hay lắm á. Bạn nào mới vừa hỏi quên mình quên tên mất tiêu rồi. Lâm Tài Loan ơi, không, ở bên đây lạnh quá cho nên làm cho mình hay bị chảy nước mũi á Lâm Tài Loan. Cảm ơn Xuân Trang nha. Một tuần á Ly đắp khoảng 3 lần đến 4 lần, còn mấy ngày kia thì để cho da thở. Liễu Bích, đúng rồi, mặt nạ Liễu Bích ơi, chị đang đắp mặt, mới đắp mặt nạ xong. Mặt nạ Queen, mặt nạ Tổ Yến Queen. Cái mà Ly mới đắp là màu xanh, là mặt nạ Tổ Yến hoa nhài tây. Hạnh Nguyễn, Ly mới trả lời mà. Ơi, tôi đi ăn sáng nha. Bây giờ Ly đi ăn sáng nha. Thức từ hồi lúc 6 giờ rưỡi sáng tới giờ nói chuyện với mọi người
Cũng lâu lắm rồi. Bây giờ Ly đi ăn sáng. Chào mọi người nha. Chúc cho mọi người buổi tối vui vẻ. Mấy bạn ơi, muốn mua hàng mặt nạ tổ yến Queen á thì liên hệ với lại Linh Giang. Ly có tag cái nick của Linh Giang ở trên status của Ly á. Mấy bạn liên hệ với Linh Giang để mua mặt nạ tổ yến Queen nha. Ly mua của Linh Giang tại vì á mua của Linh Giang là đúng hàng chất lượng, không có sợ hàng tầm bậy. Mọi người mua của Linh Giang, số điện thoại là 0921 855102 nha. Còn bây giờ á Ly đi ăn sáng. Chúc cho mọi người buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Bye bye.